Thưa quý vị, để chung sống an toàn với dịch bệnh, nhiều bệnh viện, cơ sở y tế tại Đà Nẵng đang đẩy nhanh triển khai những phương án nền tảng ứng dụng khám chữa bệnh từ xa rất đa dạng, hỗ trợ rất nhiều cho bệnh nhân, giúp người dân không cần đến các cơ sở khám chữa bệnh trực tiếp, tránh xảy ra tình trạng lây nhiễm dịch bệnh như thời gian qua. Từ đầu tháng 9 năm 2020, Bệnh viện 199 Bộ Công an đã đưa vào hoạt động phòng khám chăm sóc sức khỏe từ xa Telehealth, phối hợp với một số bệnh viện đầu ngành ở Hà Nội. Thông qua màn hình trực tuyến và các công cụ truyền xem hình ảnh, các bác sĩ sẽ cùng hội chẩn đưa ra phác đồ điều trị phù hợp. Người bệnh sẽ được điều trị tại chỗ, hạn chế chuyển tuyến, chuyển tỉnh, tiết kiệm chi phí, đặc biệt có ý nghĩa trong thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Tôi cũng có theo dõi trong mạng của Bệnh viện 199 như thế này. Tôi được biết là chương trình khám chữa bệnh từ xa nên tôi có đăng ký và được các bác sĩ lấy tên ghi tên. Tôi thấy dịch vụ là ok, còn cái chất lượng thì tôi tin tưởng là sẽ hơn cái một đơn vị chữa bệnh. Cái này là hơn hoặc ba đơn vị có thể là tiếp xúc với nhau để chữa một căn bệnh là thấy có khả năng là sẽ tốt hơn. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp như hiện nay, nhu cầu cần được tư vấn y tế và sức khỏe tâm lý đặc biệt trở nên cần thiết hơn đối với người dân. Đặc biệt có nhiều người trong vùng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Nhiều ứng dụng thông minh như Giúp Tôi, My Doctor được xây dựng phục vụ cộng đồng hoàn toàn miễn phí. Qua trong quá trình dịch bệnh như thế này, mà trong không tới được là cơ sở y tế, mà coi như bác sĩ mà tư vấn, mà để khám mình khám online tại nhà, và bà thấy cái chương trình đây nó rất là thuận tiện, mà nó đỡ là bớt cái đi lại. Thí dụ trong cái dịch bệnh này mà mình tập trung đông người thì nó cũng không có tốt. Tại nhiều bệnh viện khác ở Đà Nẵng, việc đặt lịch khám qua mạng và điện thoại cũng được đẩy mạnh triển khai. Nhiều đơn vị cũng tiến hành tư vấn và chẩn đoán tình trạng sức khỏe cho người bệnh qua quan sát và trao đổi qua mạng. Xu hướng khám bệnh trực tuyến đang ngày càng mở rộng và được người dân quan tâm trong trạng thái bình thường mới như hiện nay. Bệnh viện cũng đang tiến hành các cái cuộc thử nghiệm để khám chữa bệnh online. Và cái bước đầu thì chúng tôi cũng nhận thấy là có những cái ưu điểm, tức là tránh được cái sự tiếp xúc trực tiếp. Cũng như người bệnh không đến bệnh viện thì cũng tránh được các cái nguy cơ. Thì chúng tôi phải lựa chọn các cái chuyên gia hàng đầu, những người có nhiều kinh nghiệm để cái công tác này nó được thực hiện an toàn. Bên cạnh khám bệnh trực tuyến, nhiều cơ sở y tế tổ chức chương trình tư vấn bằng hình thức livestream, phát sóng trực tuyến trên fanpage của bệnh viện hoặc đăng tải các clip hướng dẫn chăm sóc sức khỏe người bệnh lên website, mạng xã hội. Người bệnh khi có nhu cầu có thể trao đổi với các y bác sĩ về tình trạng bệnh mà không cần phải tới tận nơi. Thì bệnh viện chúng tôi cũng tiến hành khám chữa bệnh online với hình thức là tư vấn trực tuyến. Chúng tôi tư vấn cho người nhà và bệnh nhân qua điện thoại và chúng tôi hướng dẫn bệnh nhân cần điều trị hoặc nhập viện phù hợp những trường hợp bệnh cụ thể. Trong hoàn cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp, các hình thức khám chữa bệnh tư vấn tâm lý cho người bệnh qua nhiều nền tảng, hạn chế đến trực tiếp bệnh viện đang là giải pháp khá hữu ích, góp phần ngăn ngừa nguy cơ lây lan dịch trong cộng đồng.